time to go. Could you let me go back 30 years and give me a little more time? To do what? I just wanted more time with my family. I was... Xin chào các anh chị và các bạn nhé. Mình là Tuấn, từ website ngaycongso.com. Video các bạn vừa xem được làm hoàn toàn từ AI với sự kết hợp của các công cụ. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách làm. Đầu tiên, mình sẽ tạo kịch bản cho video này. Ví dụ mình sẽ yêu cầu ChatGPT viết một kịch bản thật chi tiết và xúc động cho một đoạn video về thời gian dành cho gia đình. Ý tưởng là người đàn ông già đang nằm trên giường bệnh và chờ đợi cái chết. Thần chết xuất hiện và người đàn ông hồi tưởng về những khoảnh khắc đã bỏ lỡ với gia đình do luôn bận rộn lúc trước. ChatGPT sẽ viết ra kịch bản với các cảnh chi tiết như thế này. Sau đó, mình dùng tiếp DALL-E trong ChatGPT Plus để tạo các hình ảnh. Ở bước này thì bạn có thể dùng các công cụ AI Image khác như Midjourney, Leonardo hoặc Bing. Mình sẽ yêu cầu vẽ hình ảnh cảnh đầu, anh chụp siêu thực. Tỷ lệ hình ảnh 16:9 chẳng hạn. Đợi một chút hình ảnh sẽ được tạo ra. Sau đó mình làm tương tự để tạo ra các hình ảnh cần thiết cho video này. Sau khi có hình ảnh, mình vào Runway để tạo chuyển động cho hình ảnh. Chọn Image to Video. Sau đó, upload hình ảnh đã tạo lên. Ở mục Prompt, bạn có thể copy prompt từ hình ảnh đã tạo từ ChatGPT. Ở mục General Settings này, mình chọn vào Upscale để tạo video chất lượng 4K. Mục Camera Settings này, bạn có thể chọn các tùy chỉnh như hướng dẫn ở đây. Mục Motion Brush sẽ cho phép bạn chọn các thành phần trong hình ảnh và chọn hướng chuyển động theo 3 chiều. Mỗi brush có thể hoạt động độc lập. Sau khi mình chọn các thông số mong muốn, thì chọn Generate Bokeh Video. Video đã có, cùng xem nhé! Bạn làm tương tự như vậy cho các hình ảnh còn lại để chuyển thành các đoạn video. Sau khi có đầy đủ thành phần, bạn đưa tất cả vào một phần mềm edit video như CapCut chẳng hạn. Sắp xếp các thành phần, căn chỉnh thời gian xuất hiện hợp lý các thành phần, thêm văn bản, hiệu ứng, âm thanh, sound effect. Sau đó bạn export video ra là được. Ok. Đó là hướng dẫn để bạn có thể tạo các đoạn video ngắn từ sự kết hợp các công cụ AI. Hy vọng sẽ hữu ích cho anh chị em và các bạn. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy subscribe kênh, follow Facebook của Tuấn, cũng như cập nhật các bài viết, video mới tại website ngaycongso.com để nhận nhiều chia sẻ về AI thú vị và hữu ích nhé. Bye bye!